Hoa Kỳ chế tài 17 giới chức Saudi Arabia có liên quan đến vụ ám sát nhà báo Khashoggi. Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày 15 tháng 11 loan báo chế tài 17 giới chức Saudi Arabia vì vai trò của họ trong vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út ở tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây chính là phản hồi cụ thể đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump đối với cái chết của ông Khashoggi vào tháng trước. Trong số những người bị chế tài có Saul al-Qahtani, một cựu phụ tá hàng đầu của Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng lãnh sự Ả Rập Xê Út Mohammed al-Otaibi. Lệnh chế tài được thi hành theo luật chịu trách nhiệm nhân quyền toàn cầu Magnitsky nhắm vào các thủ phạm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tham nhũng. Loan báo này là một động thái bất thường của Washington vì Hoa Kỳ ít khi áp đặt chế tài lên chính quyền Saudi Arabia. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã nói trong một thông báo rằng những cá nhân nhắm mục tiêu giết hại một cách tàn bạo một nhà báo cư ngụ và làm việc tại Hoa Kỳ phải đối mặt với những hậu quả do những hành động của họ. Washington đang tiếp tục nỗ lực quyết định xem điều gì xảy ra và sẽ quy trách nhiệm cho bất kỳ ai gây nên cái chết của ông Khashoggi.